có anh em à. Welcome 2024 dứt liền anh em. Đừng quên comment bên dưới này, mình sẽ random một hai bạn may mắn mà sẽ tặng cạc 50k nha anh em. Hai bạn may mắn nha, comment nhanh ngay và luôn nha anh em, để mình tiến hành tối nay mình sẽ random, tối nay random, ngày mơi thì mình sẽ cập nhật đó. Anh em nào mà từ đây tới khuya hoặc là có thể là sáng mơi mình sẽ lấy danh sách. Vì vậy mà mấy anh em đừng quên comment càng nhanh càng tốt nha. Thế là anh em sau 3 ngày cày cuốc thì cuối cùng cái con Ducky Vinh hay đổi mặt trời của mình đã lên được 9 sao nha anh em. Và bây giờ là tới cái hành trình gọi là chinh phục 10 sao. Khả năng cao là mình sẽ bỏ con nhện ra để mình sẽ đưa một cái con nào đó vô thay thế anh em ạ. Có thể là mình sẽ chơi một cái con nào đó có khả năng khống chế. Chứ bây giờ là mình hai con tướng bút máu vẻ như là nó hơi dư xíu rồi anh em ơi. Cho nên bây giờ mình cần phải bỏ bớt con nhện ra, mình sẽ đưa thêm một cái con có khả năng hỗ trợ vô trong team. Đó chính là con mình đang phân vân là giữa con Gizu với lại con quỷ này anh em mày, quỷ này hoặc là cái con quỷ này nó có tiêu rồi ta, con Enmu mà con đỏ nhưng mà mình làm hút hết này mà, cho nên là cái con đó là sẽ bị loại ra thôi anh em. Bây giờ mình thấy là con số anh em chơi con Gizu nó cũng khá là ngon anh em, mà nó khả năng cầm lặng khá là ổn áp anh em. Vì vậy mà mình đang phân vân là không biết có nên đưa vô hay không, anh em góp ý giúp mình nha. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi trải nghiệm con tướng Daki vừa mới siêu mộ anh em. Nhận ui cái gì đây, à đánh đấu trường đủ móc thì anh em ta sẽ nhận được những cái phần quà này nha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vô trong đấu trường đi, đấu trường để xem thử là Ducky mình sẽ đánh đấm như thế nào để anh em. Hiện tại giờ lực chiến mình đã lên được 4.1 triệu rồi anh em à. Bạn Bimat, Bimat nghỉ chơi luôn hay sao anh em, nó vẫn giữ nguyên 5M anh em mà nó không lên. Có số anh em bảo là có số ạt kích nạp anh em, cho nên là lên tới cái tầm nó xong cái nó đứng hình luôn anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, ôi nó bị sẹt. Ở cái con cái skin này như nó bị lỗi phải anh em. Nó sẹt cái hết màn hình luôn anh em đó. Nó nhảy phát hết màn hình luôn. Rồi ok, kích gì kệ anh em ta chủ yếu chơi giải trí, mình cứ lo mình thôi anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành ui bạn Bút DK này cũng bằng lực chiến mình luôn nè anh em. Rồi. Để bây giờ mình xem thử cái đội hình của bên kia là gì đây. Gengoku bạn lên Gengoku lại. Trời ơi. Hai con 250 anh em à. Rồi sao lực chiến bằng mình mà sao kỳ ta? Lực chiến bằng mình mà sao kỳ ta, sao có hai con 10 sao trong khi đó là mình có một con 10 sao thôi anh em. Kỳ ta, lực chiến bằng mình đúng không anh em? Ủa sao mình ở đây tới 4.33m lên ta trong khi bạn nó có 4.1m thôi kỳ nè. Ồ, ngộ hay anh em, bây giờ mình sẽ vô mình test thử ấy. Thua anh em mày, thua. 3m bằng nhau à. Mình thua sao anh em biết không? Tại vì Gizu bạn nó cứng quá anh em. Mình cần phải lên thêm một con 10 sao nữa thì mình nghĩ mới có thể là đủ chơi lại bạn anh em à. Mình cần phải lên con gen thường anh em à. Đó, mình cần lên con gen thường cho nó tăng cơ một xíu. Wow, đam to ghê thôi anh em. Ducky bên mình đam không lại rồi anh em à. Thua, ôi trời, bị tuột hạng luôn kìa anh em. Ủa sao kiểu ta? Đây, mình là 4.1 anh em. Zone kia lại 4.33 mà nó bị lắc xíu anh em. Bạn này hai con 10 sao mà sao được chiến lại bằng mình. Nó hơi sai ở đây thì phải anh em. Bạn sát lọc đi, nói chung là cũng sát nút với mình anh em à. Cũng con 10 sao nè, mấy con kia nó cũng vậy anh em. Sao mà được chiến lại thua mình không hiểu luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đưa con nhện vào đây. Con Zetsu sẽ đưa xuống đây, Shinobu sẽ đưa xuống dưới đi. Cho gắn ở giữa đi anh em à. Ducky ở cuối anh em. Ducky thì thua luôn anh em à. Bà vãi thật sự chứ. Trời ơi, Gengoku mà nó lên 10 sao nó ghê lắm anh em. Mình đang bị thiếu food anh em, mình không có đủ food để mình lên á. Mình đang kiếm thêm một food để mà mình nâng cho cái con Gengoku của mình lên 10 sao nè. Mà bây giờ mình không có kiếm được anh em à. Chắc là mình cần phải nạp để mà kiếm thôi. Bây giờ mình sẽ kiếm lại bạn nãy đi. Bạn nãy nó có tiêu ta. Nói chung là cái tầm lực chiến này thì nó cũng hên xui cho anh em. Mình không biết sao là cái lực chiến bạn này xem mình lại thua mình anh em à. Thua lực chiến mình em mà. Nói chung là tướng tá này kia kiểu cũng bằng mình hết em, 200 mắt hết nè anh em. À giờ chắc là do con Kyuzugo, con Gengoku bên kia anh em à. Ồ bạn này chơi Gengoku Flame nha anh em, chứ bạn nó không chơi Gengoku giống mình nha. Mình thì chơi Gengoku này, mình đợi anh em mà, mình đang đợi lấy cái skin con Gengoku này á là mình sẽ ngon lành củ hành luôn nha. Lấy con Gengoku xong là cứng anh em à, cứng cáp liền. Ok, hay là đưa con hai con bút máu dưới anh em. Con nào vậy ta? Con này có khả năng tự hồi phục nữa anh em, tự hồi phục máu. Ơi quên á, quên tắt anh em à. Mình tự nhiên mình quên tắt cái gọi là cái gì ta?
À quýnh nhanh em, mình sẽ xem lại cái trận đánh này cái đã anh em à. Mình quên tắt. Nãy mình định cho anh em xem thử đánh như thế nào anh em à. Con Gengoku bên kia nó bị thiếu SP cho nên chưa lên được 350 anh em. Con Gengoku lửa con này nó cũng có khả năng phản đòn anh em à. Nếu mà so sánh giữa hai con á thì mình thấy con chỉ huy bên này nó ngon hơn anh em à, đam thì nó to hơn. Rồi cũng có phản đòn nữa. Nhờ được cái hống châu bằng anh em. Mà nhưng mà nó cũng có khả năng phản đòn cũng khá khá ổn nha anh em. Nhưng mà thằng Gengoku đây nó lại thế rằng là nó phản là nó sẽ quýnh nguyên một hàng anh em à. Còn thằng Gengoku này chỉ có phản theo một con thôi. Con nào quýnh thì nó sẽ phản ngay con đó anh em à. Còn này thì nó phản cứ đè cái hàng đầu tiên là nó quất anh em, cho nên là nó êm hơn ở cái đoạn đó. Cứ dồn đam cho em nó xíu anh em là em nó cắt khá ổn map. Gắn này cũng có khả năng phản đòn anh em, nhưng mà phản khi mà bên kia nó tấn công á thì con tướng của mình sẽ phản, nhưng mà phản random nha anh em, nó lựa một cái thằng nào đó nó dứt anh em à. Wow, bên kia có bà Tamayo nữa anh em à. Ây da, trời ơi, nó tự phát. Đây, Gizu nó câm lặng anh em à, khó chịu nhất là Gizu nè. Wow, câm lặng phát ba con tướng luôn anh em ơi. Con gắn, con Shinobu với lại con Daki bên mình. Daki bên mình thì nó sẽ dồn đam nha anh em. Đấy, tầm tuần thứ 3, thứ 4 gì đó. Quốc còn phát lên mấy củ đam luôn anh em à. Để xíu là mình sẽ xem thử hay không. Nãy mình quên xem thử cái bảng chỉ số thống kê. Wow, con Neuroco này có khả năng boost cũng êm đó nha anh em. Daki bên mình mà chết chắc là sẽ thua anh em à. Bên kia máu khá nhiều nha anh em. Trời ơi, vừa bị chón mà còn vừa bị ấy nữa chứ. Ui, hình như con chim bên kia nó vừa mới kích hoạt phải không em. Nhưng mà rất tiếc là chưa chết được con nào bên mình. Rồi, chết con Zenitsu nha anh em. Phạt. Ôi ơi. Wow, gắn cũng hơi hơi trâu xíu nha anh em, hơi trâu xíu nha. Ui, sao cái trận này mình có thể là win được ta, trong khi cái tay bên mình nó vô máu khá nhiều. Có thể là do con chim bên mình nó kích hoạt con chim anh em à. Kích hoạt con bé chim nè. Bé chim sẽ búng phát. Ây da. Chết bé nhện luôn rồi anh em à. Ok, đã xả ra rồi anh em à. Đã xả câm lặng rồi, xả chón luôn rồi anh em à. Tới con Daki bên mình quất chắc chết hết với anh em. Chưa chưa chết anh em à. Còn xà trụ nữa. Còn anh em có thể thấy cái tool của bên mình nè. Wow, trời ơi. Chim, chim hót líu lo rồi anh em à. Ôi trời, không chết thằng nào nên mà, nhưng mà được cái là chón nha. Chón gì Jesu bên kia và lại chón Shinobu bên kia luôn. Daki bên mình hồi nãy quên xem thử Daki bên mình nó quất được bao nhiêu đam ấy nha anh em. Nãy quên mất tiêu cái đoạn đó luôn, lo nhìn nhìn bên dưới không anh em. Ôi ôi, còn hai con trâu bò anh em à, gắn với lại Shinobu mà nó hỗ trợ nhau là coi như là khá là trâu anh em. Đây, con gắn có khả năng là tự hồi máu nha anh em. Shinobu thì bút máu, thêm Daki thì được bảo vệ rồi anh em à. Mày hả bưởi, tại vì khi Shinobu nó quýnh như đó thêm một cái tầng hồi máu cho tim thì phải anh em. Mày hả bưởi, trời ơi. Trời, chim bên kia nó tấn công rồi anh em à. Wow, cả khúc luôn anh em. Hồi 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 phát đầy máu luôn anh em. Hồi 713k anh em à. Hồi gì mà hồi kinh vãi. Ôi ơi. Wow, cái tem này có lẽ như nó hơi ổn áp anh em à. Để mình xem thử ấy. Trời ơi, Shinobu nó hồi nè anh em à. Nó hồi xương xương có 28 triệu HP thôi anh em. Ôi ơi, hồi gì ít dữ anh em. Con quỷ nó nhện anh em à. Quỷ nhện có lẽ là mình sẽ đưa em nó ra thôi anh em à. Daki đam cũng ổn ổn nha anh em. Còn Zetsu này tới con gắn này anh em mà xà trụ nè. Bây giờ mình sẽ đem thêm một cái con hiệu ứng vô trong team đó. Anh em tư vấn giúp mình coi thử mình sẽ đưa con gì vô trong team thay vô trong cái con quỷ bây giờ anh em. Chắc mình sẽ thế đưa con quỷ đó thôi anh em à. Cái cặp nè, hồi nãy mình đang đi cái chiến tàu định mệnh. Mình đang đi thì có công chuyện cho nên là mình dừng lại. Mình mới lấy được cái một số cặp thôi anh em. Chiêu mộ. À, mình cũng đang quẩn anh em à. Còn chiêu mẫu này nó ra được khá là nhiều phút quỷ với lại mấy con tướng XG nữa nha anh em. Ôi đợt này nó không ra anh em à, đợt này nó không ra. Bây giờ thì mình sẽ chiêu mẫu bên hệ lửa. Mình chiêu mẫu bên hệ lửa để mình kiếm con Gengoku anh em à. Mình kiếm thêm phút, phút lửa nè. Trời ơi, Neuroco chiêu. Nó gì đấy. Trời ơi, Neuroco chiêu xong giờ đấy, Neuroco Academy. Đổi tướng này mà mình sẽ vô đây mình sẽ đổi tướng thử nha.
không biết anh em nhân phẩm cỡ nào á thì mình không rõ, nhưng mà mình chưa ra được con ít ít g nào nha anh em, chưa ra được con nào hết trơn á, toàn là ra mấy cái con gì đâu không à, từ lớn nó chuyển sang bé luôn anh em à. Còn được 13k kim cương, nhưng mà bây giờ mình sẽ không thêm kim cương vô cái phần chiêu mỗi đó anh em à, mình sẽ để dành thôi. Rồi ok, để thì anh em có thể thấy cái con Daki, nhưng mà nãy giờ như là anh em chưa thấy con Daki nó dồn đam phải không, nó chưa có nổ đam không, hồi nãy cái chặng nãy mình quên để ý anh em. Bây giờ mình sẽ quất con heo này rồi, bây giờ mình sẽ quýnh con heo này anh em à. Đây con nhện nè, đưa nhện vô cho nó bơm máu một xíu, đưa con xà trụ ra phía trước, nhện cho lên trên đi. Rồi ok, ở đây thì mình không có sử dụng bét được, bỏ qua thì cần phải mua cái gói VIP đó. Thì bây giờ mình sẽ quất 180, ở đây thì như nó bị nó giới hạn cái lép hay sao anh em à, như là mỗi tầng thì nó sẽ cho lên từ từ hay sao anh em. Cái như mình đang quýnh tầng thứ 5, tầng cái to thứ 6 anh em, chắc là mình nghĩ là to thứ 6 sẽ lên 200 hay sao, mình quên mất tiêu rồi. Hôm qua mình quýnh nhưng mà mình quýnh không lại anh em à, quýnh tới ải khó mình quýnh không lại, cho nên bây giờ mình sẽ quýnh cái này, mình sẽ quýnh ải khó nha anh em, chứ quýnh cái kia quýnh tới cái ải khó mình vô được một hai con là chết ngắt hết tim anh em. Cho nên thôi quýnh thà quýnh cái này để có thể là ăn được tới khúc cuối luôn, ăn khúc cuối ải khó luôn thì cho nó ngon, chứ ăn ải dễ quá mình nghĩ chắc nó cũng không được bao nhiêu độ chứ anh em à. Ủa chưa chơi mà chết hết con bên kia rồi, sao để cho cái con quỷ nó dồn đam ấy, nãy nó nổ kinh lắm anh em à, nãy nó nổ phát là bên kia là coi như là còn đầy ống máu luôn anh em à, bên kia là như là còn thứ ba con đầy ống máu mà nó đập một phát một là coi như là ăn hết nguyên tim bên kia luôn anh em, rất là trâu luôn á. Phẹt 200 mấy thôi anh em, mà một hai cái nộ đầu thì nó chưa ngon đâu, cái nộ thứ ba, như cái nộ thứ ba trở đi á bắt đầu nó mới dồn nha anh em, nó mới bắt đầu nó bộc phá đam anh em à. Một hai cái nộ đầu thì nó chỉ đập được khoảng tầm vài trăm k thôi anh em, nhưng mà cái nộ thứ ba là nó đập khoảng tầm vài triệu nha anh em. Anh em chắc bây giờ anh em chưa thấy, để xíu nữa cho anh em thấy nha. Daki ngon vãi anh em à, đúng là mình không có uổng công mà mình tích góp nuôi nó. Và nay mình đợi tìm đủ cách để có thể là gọi là kiếm cái phút quỷ anh em. Cái phút quỷ mình hy sinh luôn cả con Gengoku Lame để mà úp sao cho cái con Zetsu lên 10 sao. Nhưng mà Zetsu thì nó nói chung là cũng ổn áp anh em. Theo mình hiện tại giờ là có 3 con chó anh em à. Con xà trụ nè, con Zetsu nè, với lại con Daki. Mà mấy con kia thì trốn trước, sau đó sẽ kích hoạt được cái skill của con Daki. Con Daki khi mà tấn công những cái mục tiêu chó anh em, có khả năng gây ra thêm khá là nhiều đam. Wow, bên kia còn trâu phết nè anh em, đập bên mình vô cả khúc máu luôn anh em à. Mày ha bưởi. Ôi ôi, trời ơi, chưa nữa anh em à. Chà, không biết là bên mình sẽ chết rồi nào không. 905k, có thể là do bên kia còn ít tướng hay sao anh em, không đập phát chết ông già luôn anh em à. Ui ui, đừng nói là nó sắc chết con nào bên mình nha anh em. Ây da, hên quá. Rồi, nổ tự chết luôn anh em à. Vẫn là Shinobu là best team anh em à, gánh team 4 triệu 9 hồi máu. Đây, Daki anh em à, Daki với lại Zenitsu buồn ngủ rồi, nói chung là cũng khá là xem nhau đam nha anh em, nó chỉ chênh lệch nhau có chút xíu à anh em à. Khoảng tầm hai mấy ba chục k thôi. Đây, mặc dù là con 9 sao, con 10 sao. Con Daki nó nổ đam kinh lắm anh em à. Nếu mà nó nổ hút cuối hồi nãy mà cái tem bên kia còn bao nhiêu con tướng rồi nó nổ phát là chết sạch luôn anh em. Ngày sát thủ sẽ tăng thêm 15% chí mạng anh em, mà đòn đánh thường sẽ gây độc bằng 15% công trong 3 lượt. Mỗi tướng hệ gió trên chiến trường sẽ tăng 10% chính xác. Chí mạng ha, lấy chí mạng cho người sát thủ hay là đòn đánh thường gây độc 15% công. 15% công thì nói chung cũng được anh em à. Trong 3 lượt đúng không ạ? Thôi lấy cái đòn này đi anh em. Con heo à, mình vừa mới sở hữu được con bé heo nha anh em. Ok, thôi vô xem lại cái còn tài nguyên gì để mà xài nữa không anh em. Tướng đồ tài nguyên cái cặp này thì bây giờ mình sẽ mở luôn đi. Cái này thì đồ ba đồ để mà úp tướng anh em. Ôi trời, được mảnh tím nè, mở luôn. Bây giờ thì mình không cần quỷ nữa anh em à. Ban hội kỹ năng thì mình đang úp cái tốc độ lên được nhiêu đây rồi anh em à. Cái này tặng cần điểm ban khá là nhiều anh em, kỹ năng cho nên là mình cần phải làm nhiệm vụ khá nhiều anh em à. Đây, mình làm maximum luôn, mỗi ngày là mình làm được có nhiêu thôi anh em,
804 thôi anh em à. Trong khi một cái kỹ năng nâng lên cần 1.500. Đó, quá là nhiều luôn. Vậy là ngày mình cần phải làm tới 2 tool mà có thể là đủ ăn anh em à. Wow, boss mới. Ủa con boss kia chết hả ta? Ôi ôi, mình thì lại không có lực chiến đấu nữa. Quốc con phát lên 100 triệu không ta? Để mình xem thử đây. 94 triệu thôi anh em à. Quốc phát lên được 94 triệu. Kill boss xong thì mình sẽ nhận được cũng khá là nhiều SP anh em. Hôm nay không biết Tết thì có lực có cái code Tết không ta? Để bây giờ mình chẳng quét trên fanpage của game mình xem thử đi. Có anh em à. Welcome 2024. Dứt liền anh em. Give code. Ủa? Chết rồi. Mất nùi luôn rồi anh em ơi. Shop up. Welcome 2024. Rồi ok. Để mình xem thử cái gift code này có gì đây. Ôi ôi, 888, hai vé triệu hồi anh em à. Cái này là mấy cái thứ mà anh em khá là cần đó anh em. Cái vé triệu hồi là anh em nào cũng phải cần nha anh em. Rồi, triệu hồi luôn. Chạy luôn. Ra con gì thấy. Úi giời ơi, năm mới mà đen vải nè anh em. Ôi, rồi ok. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Hơi thở mặt trời. Và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về tựa game này cho anh em xem. Đừng quên comment bên dưới này. Mình sẽ random một hai bạn may mắn mà sẽ tặng cạc 50k nha anh em. Hai bạn may mắn nha. Comment nhanh ngay và luôn nha anh em để mình tiến hành tối nay mình sẽ random. Tối nay random, ngày mơ thì mình sẽ cập nhật. Đó, anh em nào mà từ đây tới khuya hoặc là có thể là sáng mơ mình sẽ lấy danh sách. Vì vậy mà mấy anh em đừng quên comment càng nhanh càng tốt nha. Comment bất kỳ cái gì cũng được. Like, comment like rồi đăng ký kênh nha. Và sau đó mình sẽ tối nay mình sẽ random nha. Tặng cho mỗi bạn một cái thẻ 50k để mà nạp vô trải nghiệm game. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Chúc anh em một năm mới thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thật là nhiều tiền nạp game nhé anh em. Bye bye.